Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Mở đầu bản tin là những tin tức đáng chú ý trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 7 tháng 2, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, năm 2021 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, song chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công, kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, kinh tế xã hội dần phục hồi, phát triển. Trong dịp Tết, nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Trong thành công của Chính phủ có đóng góp của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương chia sẻ tinh thần làm việc không kể ngày đêm của cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ, đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực và kết quả của Văn phòng Chính phủ. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện chiến lược phòng chống dịch COVID-19 và chương trình tổng thể phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Sau kỳ nghỉ Tết, đề nghị cán bộ, nhân viên văn phòng bắt tay ngay vào công việc, không để tháng riêng là tháng ăn chơi.